Đấy, anh em thì ra đu xích là ai mà cứ đu giỏi, đu khỏe nhất thì được một lon bia. Bia đặt sẵn đây rồi. Thế là anh em không phải lo. Đấy. Đấy, đấy. Anh Nhàn này thì vừa rồi là đu khỏe thì là bây giờ tí được một lon. Khỏe thế nhỉ? Úi giời. Úi giời. Đấy, anh em tí đây, bánh đa, bánh đủng các thứ đây. Anh Sơn là hôm nay là bị thi đố bị thua nhá, nên là vừa mất một két bia, lem chua và bánh đa. Đấy. Anh em nào mà thích ra xích đu vòng thì cứ ra đây nhá, vừa được uống bia vừa được đu xích, rất là sướng. Đấy. Ui không? Đấy, đặt xuống đây quay cho anh em xem nhá. Xích đu bia. Mấy ơi mở đi. Mình vào mình làm thử cái rồi còn ra uống bia. Ý lại không thấy mình trong video. Thế ra không không này bờ. Bia ra rồi. Vinh đổ lúc bia ra bãi cỏ thử xem nào. Bia thật nha, không phải bia giả nhá. Vinh Vinh đang quay nhá. Đấy. Rồi, ok. Ai uống bia nhá. Mời anh em nhá. Okay. Để ra thuyền hay ra đâu đây? Ra đây ngồi luôn đây gì gì. Đây bệt luôn. Có muốn ăn mà tại sao lại phải mời nhiều thế nhỉ? Ừ, lạ. Lạ thật đấy nhỉ? Nhà tao chạy chính đây. Mới lạ này. Nhà tao chạy chính nhá. Anh em ơi. Ra đây ra đây. Nhanh quá, là nhanh quá. Đây, đây là nhà. À thế chắc lại ở nhà. Chính đây. Ra đây ra đây. Nhà tao chạy chính. Ok. Ok. Mày ông uống nửa lon thôi, không ai uống nhiều đâu. Đấy, đấy. Chú phải lùi ra, cháu đang quay cái. Đây rồi, anh Nhiên đây rồi. À, để xếp bia nhá. Đâu để đâu, thấy đâu. Đấy, máy được rồi. Đây. Rồi ông bia để ngoài đây, để dưới xếp cái này này. Ừ, để xếp cái này cho nó đẹp. À, nó đi xếp cái gì. Ôi, ôi đẹp. Đẹp thì vào hết, thôi làm phát ra. Hết. Hết thì. Rồi, anh em ơi. Ta uống mẹ hết nhá. Liên hoan xong rồi. Uống lâu không ra uống hết nhá. Anh em mình tù ra hết luôn. Uống hết luôn nhá. Ta tù hết luôn xuống. Nói vui rồi mẹ giờ này nữa. Uống sốc bia không còn được nhá. Mời các bác nhá. Bắt đầu vào xong uống sau nhá. Thế không cạch cái à? Ra đây mà. Chúc mừng cái à? Cạch cái chúc mừng Sơn nha. Cái mấy ông kia kia. Chúc mừng Sơn nó không bằng anh em. Một hai ba vuông, hai ba vuông, hai ba vuông. Nhanh lên chạy nhanh lên đấy đấy. Quay ai phải đi phát nữa. Ừ ngon quá, không phải đi phát nữa. Cái bia ngon thế nhỉ.